Bà con ta ai cũng biết ốc mỡ là nó tốt vô cùng hả bà con, nó tốt cho sức khỏe vô cùng. Nhưng mà có một số người không ăn được ốc mỡ, bởi vì ăn ốc mỡ vào là bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, cho nên vui lòng đừng ăn ốc mỡ bà con nha. Đó là những người và những bệnh như thế này: tiểu đường, người có bệnh thận, người có huyết áp cao, người bệnh ho, hen, xuyễn, người bị bệnh gút, viêm khớp, dị ứng là vui lòng đừng ăn ốc mỡ. Ăn ốc mỡ vào thì bệnh mình lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, mà nó xấu cho sức khỏe. Cho nên những người và những bệnh này vui lòng đừng ăn, đó là người có bệnh thận, có bệnh huyết áp cao, người bị ho, người bị hen, người bị xuyễn, người bị gút, viêm khớp, dị ứng là vui lòng đừng ăn ốc mỡ bà con à. Ngoài ra là ốc mỡ nó tốt vô cùng, vì nó có vitamin B12, BB, A, khoáng chất, vitamin E, B1, B3, B6, wow, phụ nữ mang thai, sắt, bơ pho, tốt cho não bộ, trí nhớ, ngăn ngừa các bệnh về tim, mạch, chống giảm ung thư, phụ nữ khi sinh sản. Nhưng mà không phải tốt là ăn bao nhiêu cũng được, ta chỉ nên ăn là một ngày ăn 100 gram thịt của con ốc mỡ, mà ăn 5 ngày liền thì phải nghỉ 2 ngày, mỗi ngày ăn 100 gram, mà ăn liền 5 ngày 1, 2, 3, 4, 5 thì phải nghỉ 2 ngày rồi mới tiếp tục ăn lại. Bà con lưu ý bà con ơi, chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.